để các bạn cùng xem nha. Adia Club Kyo. Ta-da! Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Changmon. Như mình đã hứa từ rất lâu rồi là sẽ làm một cái room tour cho mọi người xem. Thì đây các bạn thấy đây là cái chỗ nơi mình đang ở các bạn. Đấy. Nói chung cái khu nhà này nó cũng hơi nhà cũ đó các bạn. Đây, nhà bên này thì như là có người Việt Nam nào ở trong thì phải. Đây, còn đây là khu mình, đây là chỗ đồ mình treo. Thì có một cái hay của nhà mình đó chính là nếu các bạn đi đâu một xíu nữa thôi thế này ấy, thì đây khúc này các bạn thấy đây luôn, đây chính là trường của mình. Trường của mình ngay nằm ngay khúc này, mình cần bước vài bước là tới trường thôi. Và bên đó khoa nhân văn mình nằm ngay đó luôn, cho nên mình đi học khoảng 5 phút thôi là tới trường à. Nói 5 phút vậy thôi chứ mà ngày nào mình cũng đi muộn hết. Còn bây giờ đã vô nhà mình, bây giờ mình sẽ vào trong nhà cho các bạn xem nhà mình như thế nào nha. Ây. Nhà mình thì mình sợ hơi bẩn á. Đây là nhà của mình. Ta-tang. Nhà mình thì đơn giản thôi, không có gì gọi là hoành tráng tưng bừng hết các bạn. Nhà mình chỉ là một ngôi nhà rất là bé, bé xíu luôn các bạn ơi. Bé tí luôn. Thì nhà mình là khoảng đặt cọc là khoảng 1 triệu won và một tháng là 220.000. Thì đây là cái góc đầu tiên, tầng trên nhìn hơi bừa bộn quá. Ta bỏ tầng trên đi. Tầng dưới này là mình thích chơi siêu nhân từ bé. Hồi bé thì thích được siêu nhân chơi, được chơi siêu nhân. Nhưng mà sau này lớn rồi có tiền thì tự có tiền mà mua, chứ hồi bé ít được chơi quá cho nên là rất là buồn. Còn dưới đây á thì các bạn thấy đây là góc K-pop. K-pop có hình figure của Baekhyun nè, có album của The Boy và có lightstick của BTS luôn. Lightstick thiệt đó nha, chứ không phải là cái hộp không đâu. Đây có cái album luôn nè, một cái album của BTS, đây là cái tấm dựng. Đấy, tiếp theo dưới đây nữa thì có con voi, con voi này là con voi mấy bạn người Thái Lan cho. Đây là cái, cũng là một cái album của The Boy luôn. Cái đó thì cái máy này thì mình voi vlog là mình hay chửi cái máy này dữ lắm, cho nên là mình rất là ghét cái máy này. Cái bàn này cứ trống trơ. Thế là hình của Hente. Đây thì mỹ phẩm thì mình có ở đây một ít, cũng như dưỡng da mỗi buổi sáng mỗi buổi tối đó các bạn. Đây thì cái này thì là cái máy, các bạn nhìn coi cái máy, thấy cái máy này hay không? Thì đây là một cái máy rất là hay ở Hàn Quốc, đây là máy lọc không khí. Thì mình rất là, thứ nhất là mình ghét ở nhà mình á mà nó bụi hoặc là nó hôi đó các bạn. Thì có cái máy này nè, nó sẽ lọc không khí giúp cho các bạn. Ví dụ như là hôm nay không biết tại sao cái nhà mình nó dơ hay là nó hôi hay gì á mà nó lên tới tận 16 luôn, bình thường nó lên 3 hoặc là 4 thôi. Cái máy thì mình mua khoảng là 80.000 won. Chết rồi, chết con bé, rớt em bé xuống. 80.000 won, cái máy này là khoảng 1.6 triệu đó, để lọc không khí cho cái nhà bớt hôi. Mình là mình rất ghét mùi hôi trong nhà mình, cho nên mình phải mua cái máy này. Ở đây nữa là cái cây. Cái cây này mình trồng mà không biết sao cái phát tài nè, mà không thấy không có phát tài gì hết trơn á. Bên cạnh cái phát tài là cái con Ari. Các bạn coi nè, Ari Umatulocho. Đấy, thì đây là con Ari. À, thì nó có tác dụng là nghe nhạc rồi xong mình làm đủ thứ trò hết, để có gì khi nào mình rảnh mình giới thiệu cho các bạn nghe về con Ari này ha. Aria Umako. Con này chỗ này nó cũng khùng thôi á. Đấy, thì đây là con Aria. Tí nữa thì mình chỉ cho các bạn coi buổi tối đi, tối thì các bạn sẽ biết thêm nhiều tính năng về con này hơn. Đây thì cái góc này là mình cũng rất là khá là tự hào với góc này. Góc này là cái gì, là góc mình khoe cái nút bạc YouTube của mình. Đấy, để đây với cái cây này. Đây là cái đồng hồ của trường đại học Quốc gia Busan. Đồng hồ nhìn cũng rất là đẹp, các bạn nhìn sang chảnh. Tiếp theo là cái thuyền của One Piece, mình cũng như là fan mà fan phong trào đó các bạn. Cái gì cũng thích một chút xíu hết á. Đây là cái máy. Cái máy gì thì mình sẽ mở nút cho các bạn xem. Đây. Đây các bạn thấy không? Khói bốc lên. Đây là cái máy phê cần. Nó giỡn chứ không phải máy phê cần đâu các bạn. Đây là cái máy gọi là máy dưỡng ẩm á, xịt ẩm cho cái nhà, kiểu như là mùa đông á thì Hàn Quốc rất là khô, cho nên là cái máy này nè nó sẽ dùng cái nước ở bên dưới này các bạn. Đó, dưới đây có nhiều nước lắm. Đấy thì nó sẽ dùng cái nước này xong rồi nó sẽ làm mình cái hơi ẩm như thế này phun nó cho cả cái nhà. Nhưng mà có cái điều mắc cười của cái máy ẩm này nè
là cái máy ẩm này mà nó làm ẩm cái nhà đó, thì cái con điên là cái máy lọc không khí trên này, là cái con điên này nó lại chửi con này, nó chửi chửi xuống con này, kiểu như là một là bực cái này, hai là bực tao, một là mày bực tao, hai là mày bực cái này, chứ không thể nào bực hai đứa cùng lúc được. Tại vì cái máy này á, thì cái máy trên này này các bạn, thì nó vô tình lọc luôn cả khí ẩm, kiểu như là nếu mà nhà ẩm quá đó thì nó buộc nó phải la rú lên đủ thứ trò để mà kêu tắt đi, chứ nó không chịu ẩm được, kiểu như vậy đó các bạn thấy không. Mình mới bật lên chút xíu thôi, nó bắt đầu lên 20 mấy luôn, 30 mấy luôn, kiểu như vậy đấy. Thì cái máy này nó lọc không khí, lọc luôn cả ẩm, cho nên nhà vào mùa đông á, kiểu như nhà các bạn bị ẩm quá thì các bạn nên xài cái máy để lọc không khí ha. Đấy, tiếp theo nữa là cái góc này mình rất là thích nè các bạn. Đấy, góc này là kiểu như là một buổi sáng các bạn thức dậy xong rồi đón ánh nắng ban mai. Mà bây giờ trời mùa đông cho nên là mình phải ngồi mình lấy mấy cái băng keo á, mình dán bít hết cái cửa lại, chứ không thôi gió vào lùa vào cứ như là lạnh teo cả chim, à lộn, teo cả hàng họ. Tiếp theo đó là mấy cái cây mình thích làm cho cái nhà có không khí, kiểu như là ngoài rừng tí xíu rừng rú, nhưng mà làm cái chưa có tới cho nên là nhìn cứ như là mấy cái nhà bỏ hoang các bạn. Thì cái dây này nè mình mua ở Daiso, nếu các bạn muốn mua thì các bạn ra Daiso mua mấy cái này, thì cái này là khoảng 2.000 won, là khoảng 40.000 Việt Nam ấy, một cái dây như thế này. Thì mình treo một vài cái dây lên đây, và sau đó là đây là cái nhà mình trang trí nó hơi bừa bộn tí xíu, phải đi ra xíu xíu đi. Nói chung là mình rất là thích cái góc này, kiểu như là buổi tối nữa, mình mà vào buổi tối thì mình sẽ cho các bạn xem sau, còn buổi tối thì góc này càng đẹp dữ nữa. Đây là cái tấm này là tấm gì thì thực tế này hầu không phải là tấm chanh đâu, mà tấm này là tấm vải, chanh vải đó các bạn. Đấy, thì các bạn có thể lên Naver các bạn search thử, thì tấm này khoảng 10,000 won một tấm ấy. Đấy, và trên đây thì có một số hình của oppa, kiểu như là mình đi mua đồ này nọ đó, xong rồi cho hình các oppa lên đây thì mình treo lên. Đấy, một số oppa mình treo lên, kiểu như là nhìn oppa để cho kiểu như là mỗi ngày có thêm sức sống á. Đấy, đây mình thích oppa đá banh, kiểu nằm bên cạnh oppa vi. Thì hồi đó cái mùa Noel á, mình mua cái dây này về treo, nhưng mà đến bây giờ mình chưa gỡ ra thấy nó cũng tiếc tiếc, nhưng mà nó không thấy, nó không có ăn nhập cho lắm. Ở dưới đây là cái giường, thì cái giường nhà mình á, mình không có cái giường gọi là không có cái giường bự dâng cao lên, mà chỉ có cái giường cái nệm thôi, bỏ dưới sàn nhà vậy đó nằm. Thì cái giường này thì đây lấy con lion bạn mình cho, rồi xong có mấy con gấu bông nó đem về nó cho hết mình, nó đi gấp á, xong đem về nó cho mình. Còn đây là cái gối mà mình mua cái bao hồi Noel á, bây giờ mà vẫn còn xài. Nữa dưới đây nữa là các bạn thấy cái này quá trời cái nệm mềm đúng không, tại vì nhà mình á kiểu như là giống nhà xác á các bạn. Đó, cho nên là mình phải mua nè, một cái chăn nè, hai cái chăn nè, đây là cái ga nệm rồi, và cuối cùng ở dưới này là cái này là cái gọi là cái ga điện các bạn, vừa nó sẽ sưởi ấm cho các bạn dưới đây, và cuối cùng là cái nệm. Thì nói chung nằm rất là ấm các bạn ơi, nó không có tốn điện nhiều lắm, một tháng mình xài có 10,000 tiền điện à, mà nằm rất là ấm. Chứ các bạn đừng nên sưởi ga thì quá là tốn. Thì là cái góc mà các bạn thường thấy mình hay quay vlog đấy. Đây là cái cây mà mình dùng để chiếu sáng vào đây để mình quay vlog cho các bạn xem. Đấy, cây này mình mua ở Trung Quốc, mua ở Taobao đấy, mà đúng là đồ Trung Quốc có khác, xài có vài phát thế nó gãy nằm ở đằng kia luôn. Đây thì cái đây là cái chân cho máy ảnh, còn đây là cái đèn chiếu sáng khác, nó bị gãy mất tiêu rồi. Tiếp theo đó là cái này là chỗ nào đây, tiện con gấu. Thì thực tế đằng sau đây nè các bạn, đằng sau đây chính là cái nhà vệ sinh này rất là bự. Nhưng mà mình cũng không có dám quay trong đó, mình nhà vệ sinh thì hơi bẩn chút xíu cho nên mình không dám quay ha. Nhưng mà đằng sau đó thì bên này nó cũng có hướng đối diện, cũng có một cái màn che lại. Thì đằng sau này cũng chính là cái nhà bếp này. Thường mình rất là ít khi mà mình nấu ăn trong này, tại vì giờ này bận rộn quá, muốn nấu ăn cũng tốn rất nhiều thời gian, cho nên là mình không có nấu ăn. Trong này thì mình cũng chẳng có gì hết, kiểu như có thùng mì nè, xong rồi có cái thùng của YG Entertainment, kiểu như cái này mình để mấy đồ linh tinh hồi đó mua lightstick với Blackpink á, cho nên được cái thùng này. Rồi, đồ dưới nó hơi bẩn lắm, mình không dám quay thôi nha. Ra ngoài. Đấy, tiếp theo là cái khu bên này. Đây là cái gì thì nhìn nó bừa bộn lắm các bạn thấy không, mình không có dám quay, tại vì là cái đồ chỗ để quần áo mà kiểu như là nó rất là chật chội các bạn, nó không có như cái tủ đàng hoàng, cho nên là mình rất là khó chịu cái chỗ này chỗ xấu nhất của mình, mà mình trong cái nhà mình ấy, cái nhà là chỗ này chỗ xấu nhất. Tiếp theo là một thùng, thì cái thùng này gọi là thùng mỹ phẩm,
thùng mỹ phẩm của Banobagi. Các chị ấy làm ở công ty, các chị ấy tặng cho mình. Nữa là cái này là cái gì? Thì cái này là cái lò sưởi. Cái lò sưởi để vào mùa đông các bạn, thì thay vì các bạn bật cái nền sưởi dưới đất này nè, thì các bạn bật cái này cho nó ấm. Nó không có tốn điện nhiều lắm đâu. So với tốn ga, tốn tiền ga thì cái tốn tiền điện nó đỡ hơn. Và thường á, khi mình nằm ngủ thì mình bật cái ga này lên cho nó ấm. Còn khi mình ngồi mình chơi máy tính thì mình bật cái này lên. Đấy, thì tiếp theo đây là cái máy tính của nhà mình. Rất là đẹp luôn, rất là ngầu. Đây. Cái này, máy tính này mình nhờ một anh Hàn Quốc ảnh mua giùm cho mình. Đấy. Mình rất là thích, tại vì nhìn này rất là đàn ông và nam tính, mạnh mẽ, đúng với phong cách của mình. Nhìn rất là ngầu luôn. Ở trên này thì có một con Gundam. Gundam này cũng là quà sinh nhật của một người Hàn Quốc nào đó tặng mình. Mình rất là thích con này cho nên mình để ở gần chỗ mình hay chơi máy tính á, để cho mình thấy mỗi ngày. Tiếp theo là đây là cái máy tính. Thì cái máy tính này mình để giữa nhà. Thì cái lý do tại sao mình để giữa nhà như thế này á, thì mình sẽ tí nữa thì mình sẽ cho các bạn biết sau ha. Và bây giờ các bạn đang thấy nhà mình rất là tối đúng không? Bây giờ các bạn cùng xem nha. Ở đây Clock Tower. Ta là wow. Đây là cái mà mình rất là thích khi mà mình ở nhà mình các bạn ạ. Các bạn thấy không? Rất là đẹp, rất là ấm cúng luôn. Rồi mình rất là thích cái đèn mà đẹp màu vàng kiểu quán cà phê như vậy, như là cảm giác ngồi vào quán cà phê rồi uống cà phê đó các bạn. Thì cái đèn này thì mình đi mua ở trên mạng, xong rồi mình lắp dây, lắp đủ thứ như thế này, xong rồi treo lên. Có hai loại đèn, cái loại kia thì nó to hơn, loại này thì nó nhỏ hơn, nhưng mà nó sáng mờ. Còn cái đèn kính chớp đủ kiểu ấy, mà không biết tại sao hôm nay nó lại đứng nguyên chỗ vậy cũng hay. Để hôm nay nó chớp vậy cũng hay ấy. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi những cái điều rất là hay ở nhà mình khi mà buổi tối thắp đèn lên như thế nào nha. Đấy. Và bây giờ cái khu này nó mờ mờ ảo ảo, rất là kỳ diệu đúng không các bạn? Tiếp theo là cái cửa sổ nè. Wow, bây giờ thì cái cây này mới phát huy tác dụng của nó, nhìn rất là đẹp. Con nai nhìn siêu nhân chưa? Có một cái mình cũng rất là thích, đó chính là cái CPU này. Buổi tối như thế này để các bạn đấy. Wow, nhìn như là phim siêu nhân mà. Kiểu như là siêu nhân điện quang các bạn. Rất là đẹp luôn. Ngầu không? Cái đây là cái RAM, thanh RAM nó đổi màu mỗi ngày, không biết tại sao cái máy quay nó quay lại không có đẹp được. Đấy. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn cái biết cái lý do mà tại sao mình lại muốn để cái màn hình nằm ở ngay đây. Bởi vì wow, và bây giờ các bạn thấy rồi đó, mình chỉ cần nằm xuống thôi và bây giờ nằm đây coi phim. Bất cứ các bộ phim nào mà mình muốn xem đều coi được hết. Và cái màn hình này cũng rất là lớn. Rất là lớn luôn các bạn ạ. Và tha hồ mà coi phim luôn các bạn ơi. Wow. Ai, và bây giờ các bạn có thể thấy đây. Đây là một cảm giác rất là tuyệt vời các bạn, như là cái thiên đường rồi đó các bạn ơi. Mình cũng có mua một cái tấm thảm để thảm giả lông, và mình vừa nằm xem phim như thế này, vừa tận hưởng một ngày làm việc vất vả. Ôi thật là sướng biết bao. Thực tế thì nhà mình giá nó cũng không có được rẻ lắm, nó cũng giá bình thường, nhưng mà được cái là mình biết trang trí nhà cho nó đẹp hơn. Cho nên mình khuyên các bạn nếu mà có điều kiện thì các bạn nên thử trang trí nhà thử coi sao ha. Và bây giờ mình sẽ ngồi coi phim tiếp đây. Bye bye các bạn nha. Happy New Year các bạn luôn. Bye.